Lê Lộc và đầu bếp Hoàng Xin xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình Nhanh Mà Ngon. Chương trình được phát sóng vào lúc 11:50 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Ôi là trời, rồi bữa nay làm cái gì mà bận cái bộ đồ? Tôi nhớ là đâu có đúng lứa tuổi đâu ta. Tại vì biết sao không? Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 đó. Rồi, là... rồi, rồi, dừng luôn. Dừng ngang ngược luôn. Sao vậy? Chuẩn bị nhờ cái gì nữa? Đang nghe luôn. Thì tới đây là đừng biết ngại. Nhờ. Thì đó. Nói đi. Tới đây là biết nhờ vả anh rồi. Biết sao không? Tại vì hôm nay á, em có một người em trai 9 tuổi. Nhưng mà bây giờ thì thật ra là 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi mà mình cũng phải dẫn em mình đi chơi chứ, đúng không? Đúng rồi. Mà thường á là em sẽ dẫn em đi ăn gà rán, là cái món mà dễ á, đỡ phải suy nghĩ nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì em lại muốn chính tay mình nấu cái gì, đúng không? Dạ, có một món ăn nào đó mà làm cho em mình cảm thấy là wow, hôm nay chị là một bà tiên. À thì bây giờ là bình thường á là cái món bánh gạo tteokbokki là đứa trẻ nào cũng thích, nhưng mà ăn với lại sốt cay rồi này nọ là rất là quen rồi. Hôm nay mình sẽ ăn với lại một cái sốt kem, giống như là mì ý sốt kem vậy đó. Nhưng mà bữa nay mình sẽ làm một cái món là bánh gạo sốt kem nè, có phô mai tan chảy nè, có tôm tươi nè, thêm một chút xíu bông cải xanh nữa. Chắc ăn em của là em sẽ rất là thích. Sau hôm nay chắc ăn sẽ có nhiều ông tiên bà tiên xuất hiện nha. Trời ơi, nhưng mà vẫn là nhanh mà ngon đúng không ạ? Cái món này không có nhanh mà ngon. Ủa vậy hả? Cực nhanh và ngon. Wow, làm liền đi anh ơi. À, cái phần tteokbokki này mình mua về mình luộc, xong mình có thể trữ ở trong tủ mát, ăn được khoảng cả tuần. Ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu, luộc mềm để đó. Mình chuẩn bị một cái chảo ha. Đầu tiên thì mình sẽ có bơ lạc. Dạ. Đó, Xin sẽ sử dụng trước một cục bơ lạc. Dạ. Phần này là phần hành tây, chúng ta băm nhuyễn ra. Dạ. Đợi cho phần bơ lạc này tan chảy ra. Đối với bơ á, thì chúng ta sẽ không nung bơ cho nóng như dầu ăn. Mà bơ vừa tan chảy như vậy thì các nguyên liệu chúng ta cần làm thơm, ví dụ như hành hay tỏi là chúng ta bỏ vào luôn. Dạ. Đó. Wow. Tôm. Phần tôm này thì chúng ta sẽ tẩm ớt trước. Nếu mà em trẻ em ăn á thì mình sẽ không để tiêu. Ở đây mình làm mình sẽ để một chút xíu tiêu ha. Để chi? Cho tôm được thơm, thấm, không bị tanh và thấm đậm hơn. Cũng không quên cho vào đây một chút xíu hạt nêm. Dạ. Wow, tiêu nè, hạt nêm. Bông cải này chúng ta sẽ sắp vào một góc của chảo ha. Cái này mình có cần luộc trước không anh? Không, phần bông cải này chúng ta không cần luộc trước, bởi vì chúng ta cắt nhỏ ra và bông cải vừa chín tới. Tiếp theo là phần tôm. Dạ. Là mình phải áp chảo cho phần tôm này được thơm. Dạ. Và đổi màu gần chín khoảng 70%, thì lúc đó mình phải cho cái sốt kem mình vào và nêm nếm lại. Wow. Ui cha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần hết cái phần bánh gạo xin đã chuẩn bị vào ha. Dạ. Đảo đều. Và trước khi cho phần kem vào thì anh sẽ cho một chút xíu nước lọc. Dạ. Để cho cái phần bánh gạo chúng ta mềm hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nêm nếm lại một chút xíu nữa. Dạ. Món này thì chúng ta chỉ cần sử dụng hạt nêm. Một muỗng ạ. Một muỗng hạt nêm ha. Dạ. Đối với những cái món mà chúng ta xào mà có kem á, thì chúng ta nên cho cái vị nó ngọt ngọt, nó sẽ dễ ăn hơn. Và tại sao mà mình chỉ sử dụng có một ít hạt nêm? Bởi vì một lát trong cái phần phô mai của mình nó cũng đã mặn mặn rồi. Đó, bây giờ là cái phần gia vị cũng đã thấm đẫm vào tteokbokki rồi. Thì bây giờ anh sẽ cho cái phần kem sữa vào ha. Đây. Phô mai này thì mình có cần đúc lò không anh, hay là mình... Phần này sẽ có hai cách ăn. Dạ. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ cho phô mai vào phần sốt này luôn. Thì khi ăn nó sẽ kéo sợi. Hôm nay anh sẽ ưu tiên sử dụng phần này. Còn phần thứ hai là chúng ta để lên trên và đem đi đúc lò. Wow. Xong rồi hả anh? Xong rồi đó. Ôi nhanh dữ vậy. Em đang đứng ở chương trình gì? Nhanh mà ngon. Nhanh không? Nhanh. Ngon không? Chưa biết. Phải ăn mới biết được chứ, đúng không? Nhanh rồi thì bây giờ chúng ta kiểm chứng coi nó có ngon không nào. Để em.
em xin được trân trọng mời anh nha. Rồi. À, thôi em thử đi để xem là cái món này hôm nay như thế nào. Dạ, đây. À, cái phần vàng đó dành cho em đi. Anh sẽ tự lấy. Em định múc cho anh á. Em định múc cho anh á. Thôi, anh muốn dành cái phần vàng đó cho em cơ. Phần vàng, à cái miếng vàng, giác vàng nhỏ nhỏ này đó hả? Ừ, ok, vậy thôi em không phụ lòng anh nha. Thử nha. Wow, thơm. Bây giờ Lê Lập xin phép được thử nha. Xin phép anh Hoàng xin. Mình sẽ ăn phần rau bông cải xanh trước nè. Hồi nãy á, anh bỏ vô như vậy thì trong quá trình nấu thì cũng khá là lâu đúng không? Đúng rồi. Em sợ là nó sẽ bị mềm. Nhưng mà hồi nãy em nhai vẫn còn có độ giòn. Đó là lý do tại sao thường khi mà chế biến bông cải người ta sẽ trụng trước hoặc luộc trước. Hồi nãy có nhớ là khi anh làm anh áp chảo trực tiếp bông cải tươi chứ anh không có trụng trước. À, trụng là nó sẽ bị mềm đúng không? Đúng rồi. Mình gạo ha. Con tôm mình bằng sao. Anh cũng ăn một cặn bánh gạo. Ôi ôi, cái bánh gạo này làm sao mà nó có thể dai và dẻo như vậy anh? Nhưng mà là không có bị bở nha. Đúng rồi. Và gia vị thấm rất là đều cái miếng bánh gạo. Chính xác luôn. Cái điều quan trọng là cái sốt kem. Lúc nãy á, khi mà cho vào và khi mà nấu xong á, nó sệt, nó đặc là như vậy thì em nghĩ trong bụng em là trời chắc nó béo lắm. Nhưng mà rõ ràng không. Béo vừa phải. Dạ đúng nó rồi. Nó không làm cho mình bị cảm giác quá ngấy. Dạ chính xác. Và hơn nữa là cái bánh gạo của mình nó khi mà ăn kèm với sốt đây nè, trời ơi nó đã lắm. Rất là mềm dẻo ngon. Mà mình ăn mình không có cảm giác là quá nhiều bột. Tại vì nó có cái độ mềm mềm, chứ không phải là hẳn là nó quá dày bột. Nó mềm mềm, nó dẻo và rất là ngon. Ở đây nè, cái món này đầy đủ chất dinh dưỡng luôn. Vừa có chất xơ của rau bông cải xanh nè, vừa có protein từ tôm nè. Đúng rồi. Và vừa có một ít tinh bột từ bánh gạo nữa. Mình đúng có rồi. Thể gia giảm một chút xíu kem nếu mà ai sợ béo quá. Đúng rồi. Cảm ơn anh Hoàng Xin. Và cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu theo dõi chương trình. Còn bây giờ, Lê Lộc và đầu bếp Hoàng Xin xin chào và hẹn gặp lại. Ngoài tôm ra thì mình cũng có thể cho các nguyên liệu khác đúng không? Ví dụ như là mực nè, sò điệp nè. Yeah. Hoặc là mình có thể ứng dụng một cái món mà anh và em đã từng quay hướng dẫn cho quý vị khán giả là món bánh canh cá mú. Thay vì mình nấu bánh canh thì mình lấy cái phi lê của thịt cá mú mình áp chảo giống như vậy mà mình làm với tteokbokki.